Rồi, chào cả nhà này. Hôm nay đưa quý vị đi thưởng thức cái món là nem nướng sứ dừa nhé. Quán này mới khai trương nên là món mới ở đây, nên là tiện thể là ăn là chia sẻ với quý vị luôn. Đặc biệt là người Bến Tre bán nha. Ồ, không có gì đặc biệt em. Đặc biệt là người Bến Tre bán nha. À, người Bến Tre bán hả? Bến Tre không ạ? À, vậy hả? Dạ. Làm ở Bến Tre làm gì có nem nướng ta, hay là cái này là... Dạ không, nem này là từ Bến Tre luôn á. À, nem Bến Tre luôn hả? Em ở dưới em có mấy quán á, đắt lắm cho nên tụi em mới lên bên đây bán á. À. Để giới thiệu mọi người cùng thưởng thức món ngon. À, thường thường là anh thấy là nem nướng ở Nha Trang này, rồi Ninh Hòa này. Dạ, mấy cái nem đó thì nó theo cái công thức khác, còn nem ở Bến Tre sẽ là công thức khác. Nó có hương vị, em thấy nó khác hẳn luôn với nem Nha Trang. Nên là bỏ quái mà sao nem nướng sứ dừa thế là lạ, nên phải vô thử liền. May mà vẫn còn mở cửa. Còn có mấy phần nữa hết rồi. Hôm nay mình những đi ăn trễ quá nên là cũng sắp hết rồi nha. Còn bao nhiêu ăn bấy nhiêu đi. Xem cô chủ quán làm nem nướng sứ dừa này. Đang còn trẻ mà giỏi quá ha. Dạ, tại vì em thích buôn bán. À, thích buôn bán. Mấy đứa bạn cùng tuổi nhau á, mình chơi chung với nhau thôi á. Thế là giỏi rồi. Còn trẻ mà ra kinh doanh sớm là giỏi, sau này giỏi lắm. Cũng mới tập tành thôi anh. Anh 30 tuổi rồi, giờ anh mới bắt dám bước ra này. Cái này thông tin chính xác không đấy? Thông tin chính xác là đến mai là có người xếp hàng ở đây là tiếp cửa à? Chính xác luôn hả? Thông tin này chính xác, cái mai là 20.000 khán giả mà chẳng như lẽ không được 10.000 đang độc thân. Em đang tìm người hẹn hò đó. À vậy ạ. Có dám đăng ký chương trình của các cường liền lên, tại vì thấy nó dài quá rồi. À vậy. Đăng ký chương trình đó là cần phải casting rồi. Nghe nói là bây giờ có nhiều người xếp hàng á. À. Nhưng mà vẫn chưa được tham gia đó. Đúng rồi. Mình mà đăng ký chắc chắc còn lâu hơn, chắc nữa. Là đợi lúc đó già rồi quá không biết được tham gia. Mình mở tiệm nem để mình tìm người hẹn hò luôn đó. Ồ, hay quá. Đây này, thế thì đến mai kiểu gì có người xếp hàng ở đây cho mà xem. Trồng cây si ở đây, ăn nem nướng là ăn nem nướng sứ dừa, trồng cây si. Ở đây đến ăn nem nướng sứ dừa, vừa được ăn nem nướng nhìn là thấy ngon này, chưa cần ăn là biết thấy ngon rồi, mà lại còn thấy cô chủ quán rất là dễ thương nữa, nói chuyện dễ thương nữa, nên là chắc là mặt bán rất là đắt hàng luôn. Lần đầu tiên ăn nem nướng sứ dừa, đi du lịch miền Tây rồi nhưng mà cũng chưa được thưởng thức cái món này. Trước mới đi Cần Thơ với lại là Hậu Giang á. Chứ đi dưới chỗ nhà thờ 7.000 dưới Hồng Giang, dưới Cần Thơ mà chưa có xuống Bến Tre nên là chưa được ăn nem nướng sứ dừa là đúng rồi. Vậy bây giờ không cần xuống Bến Tre nhưng mà vẫn được ăn món của Bến Tre nha. Thế là quá tuyệt vời rồi. Vừa được ăn món Bến Tre lại còn vừa được nói chuyện với lại thiếu nữ Bến Tre nữa. Bảo gái Bến Tre, gái miền Tây là đẹp nhất rồi. Đẹp, nói chuyện là dễ thương nữa. Đấy, xem cô chủ quán làm nem nướng này, cái món này cũng làm hơi cầu kỳ nhá. Chứ không như món anh thấy nem nướng ở Ninh Hòa thì nói chung là nó làm nhanh lắm. Ninh Hòa với Nha Trang, anh thích ăn nem nướng lắm nên là cứ hay đi ăn cái quán là nem nướng Ninh Hòa, nem nướng Nha Trang. Ở đây thì cũng có mấy chỗ nó bán. Em thấy nem á, mình ăn á, vừa có rau vừa có thịt đó, rồi chấm mắm nem nữa, cái vị nó rất là ngon. Dễ ăn. Đúng rồi. Anh thích ăn cái món gì mà có nhiều rau á, ăn cái món cuốn là nhiều rau nên anh hay đi tìm để ăn. Vừa ngon mà vừa tốt cho sức khỏe nữa anh. Chính xác. Vừa tốt cho sức khỏe nó, nói chung là mình ăn rau nó chung là tốt đủ đường luôn. Đấy, làm nãy giờ mà chưa xong, bảo đảm cái món này nó rất là cầu kỳ đúng không?
nào mà chăm chút nhiều thì là càng ngon. Đây là xong rồi hả em? Dạ. Xong chưa? Dạ. Ở đây là có bánh hỏi đúng không? Dạ đúng rồi. Bánh hỏi nè, nem này. Dạ đúng rồi. Rồi chú chát này. Chú chát. Dưa leo với lại là trái thơm. Dạ. Rau thì có rau rất cá, rau xà lách, rau tiết tô. Dạ. Mấy rau húng đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Dạ. Rồi, để em đây đây cô chủ quán đây. Một phần đầy đủ à. Ok, cảm ơn em. Đây cô chủ quán làm đây, quý vị xem đây đây quý vị, đây là cái món nem nướng sứa dừa nhá. Nhưng mà bảo là nem nướng sứa dừa nhưng mà ở đây không có dừa. Chỉ có người ở sứ dừa thôi, chứ còn ở đây là chiều quý vị thôi nhá. Giờ chúng ta sẽ thưởng thức nhé. Nem nè. Con thích ăn mắm nêm hơn. Rồi, đây là cái bánh tráng cuốn nha quý vị. Bên cửa cuốn nha, nem nướng sứa dừa xem có giống nem nướng Nha Trang hay nem nướng Ninh Hòa hay không, hay là nó khác cái chỗ nào nhé. Bây giờ đi mỏi chân mới thấy nó là đây là nem này, đây là thơm này, đây là món này món chú chát này, dưa leo này, rồi thêm rau này, đây là xà lách, là tía tô. Em thấy thì nem nướng ở Nha Trang với Ninh Hòa là nó có cái món bánh trắng giòn nhé, còn nem nướng ở đây thì lại có bánh hỏi, đấy là khác nhau rồi, chỗ đó là mình không nhau không tiền đấy. Mới mở nay gần đi qua mình thấy trong thời gian khai trương quán á, em tặng việc mở điện cho một ly nước. Đây là đá kem mà em làm luôn, quá tuyệt vời. Đang đi ăn còn được kính máy nước rồi quý vị. Đây đá mè nha. Rồi tiếp nem tiếp đi rồi quý vị như nào. Thì Kim thấy cái vị của nó là nó mềm và bánh hỏi này. Nem nướng thì nó rất là thơm. Rau các cái món ở đây là Kim thấy là nó vừa ăn nhé. Rất là ngon. Kim đặc biệt này thích ăn cái món gì mà nó cũng cuốn nhiều rau á, nên là nó lại rất là hợp với mình. Đang trong thời gian khuyến mãi nhá, khi nào đến sớm thì mới còn, mà đến trễ là hết. Khi nào hết khuyến mãi em? 20 tháng 5 là hết khuyến mãi. Có nghĩa là hôm nay là 8 là còn 12 ngày nữa. Ok, anh Giang anh thấy ngon này chia sẻ thôi, không có quảng cáo, chia sẻ cho mọi người thấy ngon thì mình thưởng thức thôi. Đam mê là quý vị. Anh em nướng Ninh Hòa nó có cái món bánh trắng giòn nhé. Cái mắm nêm của người ta là làm bằng tôm, nó thực hiện.
đây là mắm nêm là giống kiểu là mắm, nói chung là nó khác. Cái không biết phải nói như nào nhưng mà nó là mỗi nơi nó có vị khác. Nem nướng thì nó người ta cũng làm theo cái cách nó, cái vị mỗi cái nơi cũng khác. Nó việc có dịp để ghé thưởng thức thì quý vị sẽ biết được là nó khác thế nào nhé. Đây có bánh hỏi này. Bánh hỏi này thì thường ở ngoài Phan Thiết, ngoài Bình Thuận, Tháp Chàm á thì bánh hỏi là đặc sản ở đó, nhưng mà món nem nướng này thì ở Sữa Dừa này có bánh hỏi hơi thắc mắc chút xíu nhé. Nem này là làm chúng ta cũng vừa ăn nhé. Chưa mới mở cái này á, hôm nay là ngày mấy? Chủ nhật á, nay là cái thứ ba á. Ồ, có duyên á, thì có duyên đến đây sớm. Đang ở Sài Gòn thì mình nói chung khu này mình chạy rồi, chỗ nào món nào làm biết. Hôm nay đi qua đây thấy món này lạ. Kiên cuốn nó hơi đẹp lắm nhưng mà nói chung là ăn ngon là được rồi. Không phải là kiên
phải là khuyến mãi về nước này mà khen đâu nha, mà ngon thật này. Nào đến cũng được cái mặt này. Rồi cái chỗ mấy người đó rồi. Uống nó như kiểu uống quả gì cái gì không có tên uống không nhớ tên đó. Cá me uống rất là thơm chua không thơm cơm vị me chua chua ngọt rất là dễ uống. Rồi mình thử tiếp nhé, ăn cái này chỉ có ăn no thôi chứ không có ngán thôi. Xin vào là cái lỗ để xin vào để nướng cầm nướng nem này thì được làm từ thịt đã xay ra ớt gia vị nướng lên nhé thì vai chỉ bánh hỏi thì quý vị quá quen thuộc rồi nhé. Đây là đặc biệt nguồn có thơm nem nướng Định Hòa, nem nướng Nha Trang không có cuốn thơm. Rau thì ở nem nướng ở đâu thì kiện cũng thấy rau cũng giống nhau. Phải đến làm có bí quyết đâu. Rồi xin chào cả nhà nhé.